Dạ, bà bán gì vậy bà? Bán bánh ướt chả lụa nè. Mà bữa nay rằm bánh gì lắm này bán ế quá. Ôi. Bán không được. Dạ, bánh ướt chả lụa mà bà làm hay là sao bà? Bánh đồ gì bà lấy á bà. À, bánh bà lấy. Bánh giá chả lụa. Bánh ướt chả lụa. Bánh ướt bánh giá chả lụa. Bà chỉ làm nước mắm thôi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 78 rồi. 78 tuổi hả? Ừ. Trời đất. Ôi. Bà năm nay 78 tuổi. Còn ăn được làm bánh nướng dạ. Con cá luôn. Còn ăn hả? Nhưng bà quê ở đâu? Quê bà miền Trung là. Bà hồi đó là chạy giặt bà vô đây. À quê bà miền Trung bà chạy giặt bà vô đây. Rồi bà vô đây bà sống với ai? Con gái. Con gái hả? Con gái trai. À con gái bà vô đây lấy chồng hả? Ừ, gái bà vô đây là mới có hai đứa đó. À, à. Đó chưa có đứa nào. Ôi gần 80 mà còn đi bán đẩy cái xe nào. À, bây giờ con nó còn lo cho con nó ăn học. Mình đã, mình làm kiếm tiền mình trai. Ồ, nhưng bà năm nay bà, nhưng mà con bà học lớp mấy? Đứa nào cũng không học hết á. Nhưng mà con, cái gì vậy? Bây giờ con nó đại học, nhưng dạ. Mà nó thì chỉ có trung học thôi. Dạ. Ừ. Tốt nghiệp cấp 3, cấp 2, cấp 3. Dạ. Mà bà vô Mỹ Tho này bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu năm rồi? Bà vô hồi năm 70. Năm 70 hả? Ừ. Tới giờ là 50 mấy năm rồi đó. À. 53, 54 năm rồi. Tôi làm thui rồi ở đây, hồi bà vô có hăm mấy tuổi à. Ồ, ồ, dạ. Bánh nước, bánh giá, chả lụa. Đưa đưa ghê lắm á. Bà quê ở đâu bà, gốc bà đâu? Gốc miền Trung. Không miền Trung mà quê bà, gốc ở đâu á? À, Quảng Tính. Quảng Tính là Quảng Nam bây giờ đó. À, Quảng Tính, Quảng Nam, dạ. Ướt bánh giá, chả lụa. Bánh ướt bánh giá, chả lụa. Ồ, đây là cái xe của bà nè, bánh ướt. Chả lụa. Bà bán ở ngay chợ Mỹ Tho nha. Mà mình cũng chưa biết tên bà luôn nha. Biết tên bà luôn. Có rồi. Bà rồi, có mấy bạn đó tới mua rồi kìa. Ăn đây luôn chưa? Dạ không biết á. Có mấy bạn bây giờ. Phải ăn chưa? Ăn chưa làm luôn. Có gì á nè, ăn gì á không? Rồi ăn ủng hộ bà đi rồi có một à. Nó ủng hộ có nước mắm rồi tao bỏ bịch luôn. Dạ, làm cho ăn tại chỗ luôn. Dạ, ăn đấy. Tại chỗ luôn hả? Rồi. Bánh giá chả lụa. Một hộp giờ bà bán nhiêu bà? Hộp tùy theo bánh nhiều ít. Bình thường 20 à. Bình thường 20 hả bà? Ừ. Bình thường bà bán 20, 20 có khi ai ăn nhiều bánh là 25. Rồi nó nào ăn đây, bỏ trước đi. Kêu bà gỡ nó lát rồi hả? À, con ăn trước phải không? Dạ bà ơi, cái chị bên kia bà chị nói là bà mà bà nói bà mở nón lá ra kìa. Mở nón lá. Đó không sao. Mở nón lá lên đến đầy con nè. Đúng rồi bà, hết nắng rồi bà mở nón lá. Em muốn cho khán giả biết ra đây nhận diện bà chứ. Cưa lên làm giặt ghê lắm á. Dạ. Đây con. Nè ăn thử đi, con ăn thử ngon không? Đó. Cầm nó nè. Bà đẹp lão quá, nói bảy. Con hợp phải. Ướp bánh giá chả lụa, bánh ướp bánh giá chả lụa. Bánh ướp bánh giá chả lụa. Bà bán từ mấy giờ tới mấy giờ bà? Bà ra 10 giờ, bán tới dạ. 4-5 giờ mà bữa nay mấy nhà trai nè, bán ấy. À 10 giờ sáng hả? Dạ, ở 10 giờ sáng. Dạ. 10 giờ sáng bán tới 4-5 giờ bà về. À. Bà được mấy mấy người con? Hai. Đứa hai trai. Người con. Dạ. Ừ, đứa trai. Trai đứa gái, lớn chắc lớn hết rồi ha. Lớn hết, có cháu nội là hăm mấy tuổi. Ủa, rồi. Vậy bà giờ bà nuôi ai? Bà đâu có nuôi ai mà bà ấy bán nó còn không cho bán nhưng mà bà muốn đi. À, bà làm có đồng ra đồng vô bà chài bà không muốn chinh đứa nào hết. Dạ. Bà tên gì? À. Bà tên gì?
Bùi Thị Dương. À, Dương, tên Dương. À, bà tên Dương, Bùi Thị Dương. Đó, bà rất là vui tính luôn. Bà quê ở Quảng Tính, Quảng Nam. Quảng Tính. Tính Quảng Nam đó, hồi trước là Quảng Tính nhưng mà sau này dồn lại là Quảng Nam. Dạ. Quảng Tính, Quảng Nam. Rồi này của anh nào nè, của ai nè. Rồi. Một hộp về bà bán có 20 ngàn thôi. Ừ, 20 à. Dạ. Sao ăn nữa? Con. Con hả? Rồi ăn luôn, đổ bê tông trước luôn. Đó. Con miếng ớt bà. Rồi cho con ớt luôn nha. Rồi ớt. Ớt bên giá cả lụa. Rồi. Bánh ướt bên giá cả lụa. Ít bánh ướt thôi con. Rồi. Con không ăn giá nha. Rồi. À, không ăn giá nói. Dạ con thì đầy đủ. Rồi. Ớt bên giá. Ớt bên giá chả nụ. Hộp là có bánh tôm luôn đúng không hả? Hả? À, ăn cái này không? Đúng rồi đúng rồi. Dạ. Ăn cái này đỏ. Cái đó xả chứ ấy. Giá bé bè bột không à. Có bánh tét giá, nhưng bánh mà giá. Nó cứng ngắc à, có tét mà, nếu mà tét là nặng cứng ngắc à. Mà có ăn ớt không đây? Nhưng mà bà bán cái này từ năm nào á chứ? Bà vô thì năm 70. Bà bán năm nay là 18 năm rồi đó. À, nhưng mà lúc bà vô đây thì năm 70. À. Trước khi bà bán cái này bà làm gì? Trước bán cái này hả? Chạy xe ba bánh. Chạy xe ba bánh hả? Ừ. Trời đất. Chứ hồi đó làm gì? Là bà đạp xe luôn hả? Ừ. Trời đất, ghê vậy? Rồi đây con. Còn thằng nữa. Dạ, nữa năm nay bà nó nào không có giá đó. Đây là con này đó. Bà năm nay 78 tuổi. Trời ơi. Rồi cái này mà bà tự làm được, bà không có tự làm ha, bà phải lấy chứ, nếu bà tự làm là con quay cho bà một tập tiếng rau rồi. À, tự làm, dạ. Đồ lấy em. Alo. Cái này mà làm lâu lắm đó. Dạ, dạ. Dạ chờ em. À, không biết là bà bán ở đây bao nhiêu lâu mà bao nhiêu lâu rồi mà chắc là ở đây chắc là ở chắc trong chợ thì vòng vòng chắc biết bà quá. Biết hết. Biết hết ha. Ừ. Dạ. Ai nữa nào? Bà ở phường mấy bà? Hả? Bà ở phường mấy? Phường 3. Phường 3. Đây, nào đây? Cho con hộp. Cứ một hộp 20, một hộp 20. Nào nãy đây ta. À, nãy ai mua nè? Vô trả tiền 20 ngàn một hộp. Rồi mua lẻ cho bà mang về nè. 20 ngàn một hộp. Bữa nay bánh còn nguyên. Hôm nay bánh còn nguyên hôm nay. Nóng hổ luôn. Hôm nay ngày chay hay gì mà bánh. Ngày chay đó. Có một hộp phải không? Dạ có một hộp. Rồi. Dạ bà bán, bà đứng ngay chỗ chợ Mỹ Tho nha. Quý vị khán giả mình có đi về chợ Mỹ Tho, có gặp bà thì ghé ủng hộ bà nha. Rồi. Dạ. Bà tên là nãy bà nói con tên gì con quên mất tiêu. Bùi Thị Dương. Bùi Thị Dương. Dạ. Bà tên là Bùi Thị Dương, bà quê ở Quảng Tính, Quảng Nam. Bà vô đây từ năm 1970 là 53 mấy năm rồi. Mà tới giờ bà gần 78 gần 80 tuổi nhưng mà bà vẫn tiếp tục làm việc. Là không có muốn nhờ con cái vậy đó, tự lực cánh sinh luôn. Con cho tiền nhưng mà không có lấy rồi nha. À, cho tiền không có lấy luôn. Thiệt, tại vì nó con nó còn đi học, mình mà không cho được nó mình không muốn dạ. Lấy đó, vậy đó đây con. Vậy ha. Dạ, đem nè. À. Dạ, con miếng ớt đi con quên. Con miếng ớt ít thôi nha bà. Ít quên nè. Nhìn quá. Lắm á, cài chết á. Quá là lọt lưỡi luôn. Chết không? Ớt này cài lắm. Con à, con 20 thôi.
Rồi quý vị các bạn mà có về Mỹ Tho thì ghé ủng hộ cho bà nhé. Dạ. Cái chiếc xe của bà rất là cũ kỹ và rất là dễ thương, và cái điều làm mình quý nhất là bà ở cái tuổi mà 80 rồi mà bà vẫn không ngừng lao động với cái xe bánh nước chả lụa. Rất tiếc là bà phải làm cái bà không làm, chứ nếu mà bà làm bà tự làm bánh ướt rồi thì chắc chắn mình sẽ giúp bà một tập tiếng rau rồi. Rồi buông gánh bán bưng, cuộc đời buông gánh bán bưng có rất nhiều người rất là đáng quý và rất là đáng kính phục.